What's up anh em? Tôi lại quay trở lại với video mới nhất của mình. Tôi chợt nhớ ra là trước đây tôi đã từng làm rất nhiều video trên tay về cái dòng sản phẩm này. Tuy nhiên là tôi vẫn thiếu một cái sản phẩm trong clip của mình. Thì ngày hôm nay tôi sẽ mang tới đây cho các bạn là một màn trên tay, một chiếc điện thoại được gọi là huyền thoại. Huyền thoại trong những huyền thoại của BlackBerry. Một chiếc điện thoại mà chỉ cần nghe đến tên của nó thôi thì tất cả mọi tín đồ BlackBerry đều thích thú, đều cảm thấy là muốn sở hữu. Và ngày hôm nay thì tôi mang tới đây một chiếc điện thoại mới tinh nhưng mà nó không hề xa lạ với tất cả chúng ta. Đó là chiếc điện thoại mang tên BlackBerry 8700 và nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay sẽ là chiếc BlackBerry 8700V đến từ nhà mạng Vodafone. Thì ở ngoài thì chúng ta vẫn có một cái hộp y chang như những cái hộp 8700 khác. Đó. Đúng, y hệt những cái hộp 8700 khác và bây giờ tôi sẽ mở hộp cho tất cả anh em cùng thấy. Đầu tiên thì khi tôi mở hộp ra thì vẫn cái cách mở hộp truyền thống, chúng ta sẽ lật phần này ra, lật phần này ra. Đó thì chúng ta có cái máy ở đây. Giấy tờ sách vở thì ở dưới đây. Chúng ta có một cái bao da, chúng ta có một cái cáp, có một cái cục pin, chúng ta có một cái tai nghe rất là xịn, làm ở Indonesia. Thì tùy từng đời, tùy từng cái vùng một mà chúng ta sẽ được tặng những thứ khác nhau. Cái phiên bản này của tôi được kèm một cái bao da. Còn có những cái máy khác ở vùng khác thì họ sẽ tặng thêm một cái holster. Tuy nhiên là mỗi cái nó đều có một cái hay khác nhau. Đối với dân châu Âu thì họ thích xài holster, cái holster nhựa cứng của những cái dòng 8700, nó sẽ na ná giống như cái kiểu này. Tôi thì chưa có, ở đây tôi lấy cho các bạn xem. Nó sẽ như thế này, cái này gọi là holster. Đó, holster. Thì cái chiếc máy này nó tặng một cái bao da. Bao da thì nó có một cái điều hay, thứ nhất là nó êm ái, thứ hai là nó không làm bị chảy máy. Đó, nhưng mà thôi không sao, tặng cái gì cũng được, miễn tặng là chúng ta thích rồi. Tôi sẽ để nó qua một bên. Nhân vật chính của chúng ta là đây. Thì trước mắt các bạn là chiếc 8700V brand new full box. Thì 8700V từ ngày xưa nó đã là một cái model nhận được cái tình yêu rất là lớn của những người chơi BlackBerry ở Việt Nam. Tại vì thứ nhất là BlackBerry 8700V nó sở hữu một cái màu đặc biệt, một cái màu rất là lạ. Mà theo như những dân chơi từ ngày xưa đến bây giờ thì họ hay định nghĩa đó là màu cát cháy, nhưng mà tuy nhiên là cái nếu các bạn chơi nhiều đời những vùng khác nhau, ví dụ như là Canada, Mexico, Hungary, thì các bạn sẽ thấy được là cái chiếc máy Vodafone này nó có hai màu. Một là màu vàng cát cháy và hai là màu xám lông chuột. Đó. Nếu mà như cái chiếc này thì tôi vẫn nhận định là nó hơi hơi giống màu xám lông chuột rồi. Là cái màu của nó đã tối hơn. Tại vì cái chiếc máy này nó sản xuất tuốt năm 2009. Đó thì nó cũng là đời cuối, gần như là đời cuối rồi. Nên là màu của nó là màu gần gần như là màu xám lông chuột. Thì điểm qua thì các bạn cũng sẽ thấy là cái chiếc này nó giống như tất cả những cái chiếc 87G. Đó, nó có một cái thân hình mạnh mẽ, một cái kết cấu cầm rất là chắc và nó có một cái body, một cái màu sơn cực kỳ hấp dẫn. Đó, một phần nữa là như thế này. Cái chiếc này nó nổi bật ở chỗ là đây, tôi mở cho các bạn thấy là cái mã hiệu của nó là 8700V. Thì bình thường á có những cái chiếc mà nó ghi như là ví dụ như Movistar nhé, hay là Tim, hay là những chiếc 87G khác thì nó đều có một cái mã là 87G. Nhưng mà riêng những cái chiếc này thì nó ghi là 87V, hay là như những chiếc như là AT&T, Exynh thì họ ghi là 87C. Đó, tức là cái chiếc này nó là một trong những cái chiếc mà được trực thuộc mà ghi được cái tên nhà mạng lên, V nó ký hiệu cho Vodafone. Đó, các bạn có thể nhìn ngắm qua những cái thiết kế rất là trực quan và rất là cổ điển từ ngày xưa. Đó, mặt trước thì một cái màn hình đây. Màn hình ở dãy phím QWERTY, phím nhận cuộc gọi, phím ngắt cuộc gọi, phím conversation. Phím này các bạn có thể gắn. Bạn có thể gắn những cái tùy biến của các bạn vào. Đó, thì phía trên này là phím bật tắt màn hình, tăng giảm độ sáng màn hình, phím mute silent. Ở sau thì chúng ta có một cái loa ngoài nhìn rất giống như là một cái khiên của một chiến binh. Một cái nắp ở đây nó cũng rất giống một cái khiên chữ BlackBerry. Phím back trở về, shake well, rắc sạc, not convenient. Đó, đây là convenient. Phím gán và giắc tai nghe 2.5 mm. Nhìn chung
Thì có lẽ rằng trong dòng BlackBerry thì chiếc 8007, cái dòng 8007 là cái dòng mà gây nghiện đối với tất cả mọi tín đồ. Thì tôi cũng như các bạn, tôi chơi BlackBerry rất là lâu năm rồi, chắc phải mười mấy năm rồi. Thì tới cho thời điểm bây giờ thì tất cả những cái con 87 của tôi đều để trên tủ để trưng bày hết, và gần như là tôi ít xài đến nó. Tuy nhiên là mỗi lần mà cầm một cái cây máy ship về cho khách hàng, hay là cầm những cái cây máy của mình để nhìn ngắm lại, thì cái cảm xúc của tôi nó vẫn như ngày đầu. Thì hy vọng là cái video này của tôi nó sẽ truyền tải cho các bạn được cái, trước hết là chúng ta cùng ngắm nhìn, cái thứ hai là chúng ta cùng hoài niệm một cái quá khứ oai hùng của BlackBerry đã từng tạo ra những sản phẩm mà mang lại cho tôi cũng như các bạn niềm đam mê cho đến ngày hôm nay. Chúc các bạn xem video sẽ thực sự vui vẻ và tìm tiếp thêm được cái niềm đam mê của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.